Mời hai em trao cúp lại cho Nam giữ. Chúng ta sẽ chỉ còn một chiếc vào phần cuối cùng mà thôi. Đề thi ngày hôm nay là toán học. Thử thách logic tung hoành trên màn hình với những ô màu chuyển động giao nhau, có 9 nhóm nằm dọc và 8 nhóm nằm ngang. Mỗi số trong ô cùng màu nằm ngang hoặc nằm dọc đều có quy luật riêng biệt. Hai tuyển thủ vừa quan sát các số trong ô màu, vừa ghi nhớ và tính toán để tìm ra số còn thiếu ở ô màu để trống. Mỗi vòng có 2 đề, trả lời chính xác cả hai mới được điểm vòng đó. Chỉ cần trả lời sai một đề, đối phương sẽ giành được điểm. Có tổng cộng 5 vòng thi, mỗi vòng độ khó và số điểm sẽ tăng lên. Ai có tổng điểm cuối cùng cao nhất sẽ giành chiến thắng. Các bạn ai sẽ nhìn lên trên cái bảng đó, màu nó sẽ di chuyển liên tục cho mình rối mắt vậy đó quý vị. Nó là một cái quy luật rất là nhức đầu và rối não như vậy. Thì chính các bạn phải nhìn những cái con số đó và tự suy luận ra những cái dấu chấm hỏi trong cái dãy số đó là số mấy. Đáng để vỗ tay chưa? Phải nói rằng quả thực là hoang mang vì thấy nó khó quá. Về thử thách của chương trình ngày hôm nay thì mình nghĩ là đây là một thử thách khá là thú vị và cũng tương đối khó. Tôi nói nội mà nó đứng yên thôi là mình đã nhức đầu rồi, đừng nói nó di động. Ở trong này là mình có bao giờ nó có những cái dãy số mà liên quan tới số nguyên tố giống lần trước bạn này giải nữa không thầy? Có đấy. Khó luôn hả? Vâng vâng, đúng, anh Nhân Thành vừa nhắc một cái chuyện, tức là những cái dãy số mà theo cái quy luật về mặt toán học á. Dạ. Thì đấy lại còn là dễ. Dạ. Chúng ta có thể tính toán bằng số học được. Nhưng có những dãy số mà nó liên quan đến số nguyên tố chẳng hạn, không có quy luật gì cả. Lúc đấy chính là những tình huống mà thực sự tôi nói là đấy là khó nhất. Và nó sẽ xuất hiện đấy. Chà. Nói gì bạn này cười. Lần trước ta giải số nguyên tố nhanh quá trời. Em có biết rành về số nguyên tố lắm không em? Em nghĩ là em đủ rành để chơi sòng phẳng với bạn này. Được rồi. Rành thì tốt, rành thì mình thi, còn không rành lát nữa anh với em đi uống sinh tố. Cái gì nó cũng có tố thì mình nạp vô thôi. Xin mời hai bạn về chiếc ghế khiêu chiến của mình. Dạ, xin mời thầy Dũng thì cùng quan sát xem các bạn thi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày hôm nay đề thi mà chúng tôi dành cho hai bạn thi là đề thi để được lấy format của quốc tế và các bạn ấy sẽ tự tìm ra câu trả lời. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời các cô trợ lý khoa học đưa bộ đề cho bốn vị giám khảo. Mỗi vị sẽ chọn cho chúng tôi một bộ đề nhé. Xin mời. Chúng ta có thể chọn đề ngang hay là chọn đề dọc. Màu nào cũng được, tùy vào quý vị. Nói một cách rất là đơn giản cho khán giả hiểu đó là ban giám khảo chúng tôi mất gần nửa tiếng chỉ để hiểu cái đề muốn nói vấn đề gì. Tôi nghĩ là các cái đề ngang đó, có 7 số đó, thì nó khó hơn. Chúng ta phải quan sát nhiều số hơn, cùng lúc tính toán nó nhiều hơn. Còn đề dọc 5 số thì cái lượng công thức, cái lượng quy luật nó cũng ít hơn. Nhưng mà đấy là một chuyện thôi. Còn lại thì mình vẫn nghĩ rằng là cái tốc độ là rất là quan trọng. Những cái vòng cuối cùng là rất khó. Mình nghĩ là thời gian cũng là một điều bất lợi tại khả năng quan sát của mình không được tốt. Hy vọng là mình có thể vượt qua chính bản thân mình trong thử thách lần này. Và bây giờ xin mời hai bạn cùng bước ra vị trí thi đấu. Xin mời. Việt Hoàng không cảm thấy nao núng mà còn tỏ ra rất tự tin trước phù thủy toán học Huy Hoàng. Ai sẽ là người dẫn đầu tỷ số trong trận đấu trí đáng xem này? Hãy cùng chờ xem. Chúc hai bạn thành công. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đề số 1 của giám khảo Tóc Tiên. Đó là màu tím ngang và màu cam dọc. Bắt đầu. Đề đầu tiên này thì mình xử lý hàng dọc trước. Tại hàng này có khá là ít số và quy luật cũng khá là đơn giản. Những câu hỏi nó cũng không khó và tốc độ chạy nó cũng không cao. Thank you.
Về độ khó của cái thử thách này, cá nhân tôi cũng thấy rằng là không chỉ là cái năng lực tính toán, tìm ra quy luật giữa các cái chuỗi số, mà ở đây nó còn liên quan đến cái tốc độ tri giác và tốc độ giải quyết vấn đề của hai tuyển thủ của chúng ta. Thảo dễ dàng nhất, tôi nghĩ người bình thường mình cũng có thể đọc được, nhưng mà các bạn lại mất nhiều thời gian cho cái đề này. Huy Hoàng đã có đáp án, mời các trợ lý của học. Cái đề 1 đấy, cả hai đứa đều ngáo ngáo, đều nóng máy chậm, nên là thời gian để giải câu đấy như bình thường là quá chậm. Đã có những sự tiếc nuối đến từ Việt Hoàng. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ hiển thị ô số tím ngang. Mình nhìn mình thấy nó không có liên quan gì với nhau. Không hiểu tại sao nó ra cái con số này, đúng không ạ? Xin mời thầy Trần Nam Dũng ra chứng kiến cái trận này ạ. Thật sự là lúc đưa ra đáp án cho hàng ngang thì mình không hoàn toàn chắc chắn, vì mình mới chỉ quan sát hàng ngang được 1 đến 2 lần. Nhưng mà mình quyết định liều lĩnh để có thể có được lợi thế trước một đối thủ như Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta cùng sổ đáp án của chương trình để xem đáp án bạn có giống hay không nha. Đáp án của chương trình là 17. 1. Yeah. Yeah. 17 thưa quý vị. Dễ sợ thật. Và bây giờ là dãy số màu cam dọc. Cái này là giống như là cục mốc lịch sử gì đấy, năm lịch sử. Cái này, cái quy tắc của nó là thìn tỵ mẹo dậu tứ hành xung, phải không? Ai sinh năm 1942, 158, có tuổi con gì, phải không? Chứ xong rồi cái giải gì kỳ vậy. Và đáp án của chương trình là 1925, lại không liên quan nữa. Để coi 92 với 58 cộng lại có ra gì không? Ra thấy không? Đó. À, 140. Rồi, cũng không ra cái gì hết. Thì rồi thôi, coi đáp án của bạn vậy. Một. Chín. Hai. Năm. Xuất sắc. Ghê rợn. Ghê rợn chưa? Và đây cũng là đáp án của Việt Hoàng. Trời ơi. Tiếc quá. Họ đều có đáp án, chỉ là nhanh hơn hay chậm hơn thôi. Có lẽ là do mình vẫn chưa thực sự vào cuộc, nên là mình cũng đã để bị dẫn trước. Mình bấm nhanh hơn Việt Hoàng cũng một phần là có đôi chút may mắn. Coi tới giờ chưa hiểu nha. Tới đoạn này khán giả chưa hiểu gì nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cấp độ tiếp theo. Hồi nãy cấp độ 1 thôi nha quý vị, là nếu một dãy số nó chạy qua là mất hết 6 giây. Bây giờ cấp độ 2 khó hơn tí, nó sẽ chạy nhanh hơn. Một dãy số chỉ chạy qua một vòng là có 5 giây thôi. Các bạn phải xem cho kỹ đó nha. Và đề số 2 là đề của nhà báo Lại Văn Sâm. Xanh ngang cam dọc. Bắt đầu. Nó khó về mặt tính toán, nó khó về mặt tập trung, và nó khó về cái sức khỏe của thể lực nữa. Trời ơi trời, không thể tưởng tượng được số lúc. Việt Hoàng đã có đáp án thưa quý vị. Ôi. Bạn bấm nhanh quá, khán giả là chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã thấy bạn đã bấm rồi.
cái bấm chuông như một sự dằn mặt. Tôi bấm trước nè. Huy Hoàng là một đối thủ rất là đáng gờm. Và mình không thể dựa vào việc là mình cứ mong chờ là Huy Hoàng sẽ xảy chân được, bởi vì điều đó gần như là không thể. Đấy là giây phút mà mình cảm thấy là mình cần phải mạo hiểm. Khoan, một sự nuối tiếc từ từ. Bạn ấy đang hoang mang. Chết rồi, sai rồi. Bấm trước nhưng mà cuối cùng mình sai sót một chút thì coi như là mình bị thua đối thủ. Hành động của Việt Hoàng khiến MC và ban giám khảo vô cùng lo lắng. Dường như có điều gì đó không ổn trong kết quả lần này. Thưa quý vị, Việt Hoàng đã bấm chuông vào lúc 16:54. Và mời các trợ lý khoa học, em có vẻ nuối tiếc hay em hả? Hơi vội phải không? Cảm giác hối hận nó dâng lên. Lúc đó mình chỉ muốn là đáng ra mình chưa nên bấm mà mình nên cho nó chạy thêm một lượt nữa để chắc chắn. Em có muốn chị Tóc Tiên lên giúp cho em tỉnh táo lại không? Thôi, nước mắt em cũng sắp lau bằng tình yêu mới rồi ạ. Tôi thấy là bên kia bạn em cũng có đáp án đó nha, không đùa đâu. Em trả lời sai rồi ạ, không cần xem đâu. Em sai hả? Sao không ai tự tin thế vậy? Em chờ đó. Chúng ta cùng xem dãy số xanh ngang. Và đáp án của chương trình là 390. Đáp án của bạn là 390. Chính xác. Và tiếp theo là dãy số cam dọc. Đáp án của chương trình là 1572. Chúng ta cùng xem đáp án của bạn là 1 5. Bảy. Bảy hai. Tuyệt vời. Nhưng mà tại ở đây mới sai 1527. 390. Huy Hoàng của chúng ta đã sai một lần. Uổng quá. Trong một phút vội vã thì mình đã ghi nhầm con số 72 thành 27. Cũng may là mình đã không bấm ở đề thứ hai, không có lẽ là mình đã giành thắng điểm cho Việt Hoàng rồi. 2-1 nghiêng về Việt Hoàng. Hay quá. Bây giờ trước khi qua đề số 3, anh hỏi Việt Hoàng số lúc này em trả lời đúng mà em hoang mang dữ vậy cưng? Thực ra thì em có hơi phân vân bởi vì là em quyết định mạo hiểm. Cái số cuối thì em đang phân vân là không biết là 72 hay là 22. Lúc đấy là em đoán quy luật. Hay, cuộc chơi đúng không? Lâu lâu phải liều chứ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ là đề thi thứ 3 của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cam và vàng đều là dọc. Cấp độ thứ 3 chỉ trong vòng 4 giây đồng hồ một dãy số mà thôi. Xin mời. Cá tính hả? Thưa quý vị, Việt Hoàng đã bấm chuông. Ở những giây sớm nhất của quý vị chỉ có 14 giây thưa quý vị. Bên này tôi cũng thấy bạn nhỏ tôi đã có đáp án. Hai đề đầu tiên thì mình thấy tốc độ của Việt Hoàng cũng không quá là nhanh. Cho nên là ở đề thứ 3 này mình khá là chủ quan. Mình muốn giải chậm để có thể đảm bảo rằng mình đưa ra đáp án đúng. Không ngờ là Việt Hoàng đã bấm nhanh như vậy. Thực ra thì mình cũng không biết quan điểm Huy Hoàng về trò chơi là như thế nào. Nhưng mà đối với mình thì càng nhanh mình càng suy nghĩ được. Mời các em trợ lý khoa học. Chúng ta cùng đến với dãy số đầu tiên, đó là màu cam dọc. Đáp án của chương trình là 361. Tôi tin chắc coi tới giờ này quý vị khán giả vẫn chưa hiểu cái gì. Không hiểu gì hết luôn. Và đáp án của bạn là
6 1 Xuất sắc thật. Quý vị ơi, mình coi càng không hiểu càng phải coi, đừng chuyển kênh nha. Phải đợi đến phút cuối cùng để coi thầy với các bạn giải nó ra làm sao mình mới thấy wow nha quý vị. Giống như nãy giờ mình coi phim á, không hiểu nó nói gì đâu, phải đợi đến phút cuối cùng. Quý vị coi YouTube cũng đừng có kéo qua nha, coi cho hết nó mới đã. Đề vàng dọc 18 chấm hỏi 23, 28, 35 đó. Mở đề của chương trình đi. 20. Yes. Và đáp án của bạn là? Chắc chắn đúng rồi. Hai mươi, xuất sắc. Thưa quý vị, đó cũng là đáp án của Huy Hoàng. Trời ơi, tiếc quá. Tôi vẫn là người dốt nhất chương trình sao? Tôi vẫn đoán không ra. Hai bạn này cái điều rất hay là dù người nào bấm trước, người nào bấm sau thì cái người còn lại đều trả lời chính xác hoàn toàn. Hiện giờ Việt Hoàng được cộng thêm 3 điểm, nâng số điểm mình lên là 5-1 thưa quý vị. Trình dã man. Còn 2 đề nữa. Cố lên em nha. 2 đề nữa. Ôi. Điểm số đang chênh lệch khá là lớn. Tiên cũng không biết rồi chết rồi bây giờ những cái vòng sau thì gỡ hòa kiểu gì đây, hay là bây giờ chiến thắng kiểu gì đây. Nhưng hãy chờ đó. Và bây giờ là đề thi thứ 4, đề của giám khảo Tóc Tiên, xanh lá cây ngang và xám dọc. Chúng ta cùng xem đề. Nhìn đi, ngoạn mắt thiệt. Chúng tôi gần như là không đọc được đủ hết tất cả các con số. Nói như vậy để hiểu rằng là đối với những người ở mức độ bình thường thì thực sự đây là một thử thách quá khó. Huy Hoàng đã bấm. Có cái để coi rồi. Trời ơi, thằng em của tôi. Thiệt tình. Trời ơi, tôi thích quá. Chúng ta cùng xem dãy số đầu tiên. Dãy số xanh lá cây ngang. Để chúng ta cùng xem đáp án chương trình là số 486. Wow, chả liên quan gì. Và mời đáp án của bạn. Bốn, tám, sáu. Xuất sắc. Hay quá. Hai bạn này thách thức thật ấy. Mà rất tự tin. Rất tự tin, rất là nhanh. Bạn có 22 giây thôi. Dãy số thứ hai, xám dọc. Đáp án của chương trình là 153. Và đáp án của bạn là 153. Nói thưa quý vị, khủng khiếp. Tại sao mà ngang tài ngang sức vậy? Việt Hoàng cũng và... không thể tính được. Việt Hoàng cũng tính chính xác. Đây cũng là đáp án của Việt Hoàng. Tôi không bao giờ tôi nghĩ là các bạn trả lời sai, bởi vì mình đã trải qua cùng các bạn và thấy các bạn hầu như là không sai. Các bạn rất là giỏi. Dạ mình. Và tỷ số đang là 5-0. Trời ơi, tôi không biết phải diễn tả thế nào khi đó. Tôi muốn lăn ra đất luôn. Mình không tin được là lại có một cái tỷ số đẹp như thế. Như trong mơ ấy. Hoàn toàn không dự tính trước.
mà mọi thứ diễn ra như một cuốn phim. Thi như thế này gọi là thi. Một tràng pháo tay cho những gì vừa xảy ra ở siêu trí tuệ Việt Nam. Và đây là một trận đấu tuyệt vời, thực sự là xúc động. Có những lúc thì bạn này nhỉnh hơn một chút, có những lúc bạn kia nhỉnh hơn một chút. Đấu như vậy mới ra quốc tế được. Thực sự bây giờ mình rất là đau tim. Tụi em cần tí súp vịt cá hay là bào ngư đi mà tụi bổ lại trong cái lao, cần không? Em cần cái lẩu vịt cá, bào ngư được không hả? Không hả? Một miếng cà phê hay là thức tăng lực không bắt cherry chẳng hạn, cần không? Dạ thôi ha. Ừ, có lẽ anh lo hơi xa. Tôi rất là tự hào khi Việt Nam chúng tôi có những người bạn như thế này. Quá tuyệt vời. Bình tĩnh và đầy nghĩa khí của một cái người dũng sĩ bước ra thi đấu. Xuất sắc. Và đây là đề thi cuối cùng quyết định thắng thua. Đó là đề khó nhất của giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho các bạn. Và dĩ nhiên một dãy số nó chỉ chạy còn có 2 giây đồng hồ, có nghĩa là nó chớp nhoáng. Và cái người có kết quả nhanh hơn, chính xác sẽ là người chiến thắng, không cần biết điểm số được, bởi vì hiện nay mọi thứ đã bằng nhau rồi. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, đừng chuyển kênh nha. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, đó là nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, đó là Trung tâm Anh ngữ APAS Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Không bỏ sót chương trình của chúng tôi một phút nào cũng đã chứng kiến được 4 trận thư hùng đầy kịch tính của hai anh chàng. Và rõ ràng là quý vị thấy như một cái cuốn phim được sắp xếp cái kịch tính một cách rất là chi tiết, nó đẩy cao trào lên để rồi người bạn gầy gò kia cân bằng lại mọi thứ, để ngay bây giờ trận đấu thứ 5 là trận quyết định ai sẽ có mặt trong đội tuyển siêu trí tuệ Việt Nam còn lại. Và cảm nghĩ của em trong giờ phút này, em thích cuộc thi này chứ? Nói chung là để được đấu với một người mà có thể nói là ngang tài ngang sức như Việt Hoàng thì đương nhiên là em rất thích rồi ạ. Ừ, cảm ơn em. Cảm xúc em biểu đạt tốt lắm. Hoàng, cuộc chơi vừa rồi có làm cho em cảm thấy lo lắng hơn không? Em không ạ, bây giờ thì em thấy khá là thoải mái. Nói chung là nó cũng kích thích mình làm việc tốt hơn đúng không em? Vâng. Vâng. Thưa quý vị, đây là trận đấu quyết định đề thi của giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Vàng ngang và cam dọc, mỗi một dãy số chỉ chạy ngang qua trong thời gian là 2 giây đồng hồ. Rất là nhanh, các bạn phải quan sát thật kỹ. Trước mặt mình chỉ là một vòng cuối và mình chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì kết quả cũng sẽ như mình mong muốn. Bắt đầu. Trời ơi trời. Chạy 2 giây rồi. Cái tốc độ nó quá nhanh. Một cái màn hình mà với nhiều cái màu mà nó chạy ngang chạy dọc đó, với tôi thật ra tập trung mà đã chóng mặt rồi. Chạy tốc độ này nhìn số không rõ. Đề mà thầy Trần Thành Nam chọn có độ phức tạp khá là lớn so với cái tốc độ di chuyển của những dãy số trên màn hình. Cái gì vậy? Oh my god. 30 53. 53 như 74. 74. Oh my god. Hai bạn của chúng ta bấm cùng một lúc.
và Huy Hoàng bấm vào 30 giây 53, Việt Hoàng bấm vào 30 giây 74. Wow. Khi mình hoàn thành xong đáp án thì bấm chuông một cách phản xạ theo Việt Hoàng luôn, mà mình cũng thật sự là không hiểu tại sao mà lại có thể bấm nhanh hơn Việt Hoàng trong một cái tích tắc rất nhỏ như vậy. Một người như Huy Hoàng thì không thể sẻ chân ở những câu này. Trong đầu mấy đứa chỉ nghĩ là thôi, xong, kết thúc. Tiếc quá. Nhưng thưa quý vị, chúng ta phải chờ đáp án chính xác cơ. Bởi vì nếu Huy Hoàng mà không chính xác thì Việt Hoàng sẽ là người chiến thắng. Mời các em, trợ lý khoa học. Huy Hoàng nó tự tin. Ôi. Oh my goodness, không thể tưởng tượng được con số này. Quý vị và các bạn thân mến, cái con số này nó không xê dịch được một giây. Nó chỉ là một phần mấy của giây. Trời ạ. Cho chúng tôi được xem dãy số đầu tiên. Đáp án của chương trình là 82. Cho tôi mạn phép được sổ số của bạn Việt Hoàng trước nhé. Tám mươi hai. Chính xác. Tiếc quá. Và số đầu tiên của Huy Hoàng. Tám mươi hai thưa quý vị. Và dãy số thứ hai của chương trình. Đáp án của chương trình là 131. Cho phép tôi được sổ đáp án của Việt Hoàng trước. Một, ba, một. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Và đây là giờ phút quyết định thắng bại của hai anh chàng toán học siêu đẳng cấp. Không phải bao nhiêu giây. Đáp án của Huy Hoàng là 1 3. Người chiến thắng Huy Hoàng. Trời ơi, quá tuyệt. Đúng quá, hay quá. Xuất sắc. Oh my god. Không còn biết phải nói gì về hai con người này. Trời, thà anh đừng sổ bạn này, em đỡ cảm thấy đỡ đau lòng. Thôi đỡ đau em lòng. Đỡ đau lòng hơn. 21% của một giây đồng hồ thưa quý vị. Việt Hoàng, trời anh tiếc cho em lắm luôn á. Em có muốn chia sẻ gì với bạn mình và nói về cái cảm xúc của mình ngay lúc này? Thực ra thì ngày hôm nay em đã cố gắng hết sức rồi. Ít ra thì em thua không phải là vì em không làm được. Thì đó là một cái thành công của em. Kết quả thì sát nút như vậy, đối với mình cũng là một thành công rồi. Thua một người như Huy Hoàng với cá nhân mình thì cũng không phải là một cảm giác gì nó mới lạ. Cảm ơn em. Có vẻ em không thích thắng hay sao? Mặt như hơi khó chịu với chương trình ha cưng. Hay sao em? Thực ra thì em cũng khá là vui, nhưng mà em cũng khá là tiếc vì không thể đi tiếp cùng Việt Hoàng. Hiểu chứ, chia sẻ bạn thân mà quý vị, đúng không? Việt Hoàng ơi, bây giờ lần thứ hai mình thua người ta cái này đúng không? Mặc dù mình biết là không, nhưng mà mình cũng là mình thua người ta lần thứ hai. Có muốn phục thù ở một lần nào khác nữa không em?
phục thù thì đương nhiên là nếu như mà có cơ hội để mà đấu với bạn ấy một lần nữa thì em mong là em sẽ lại không thua sát nút như hai lần vừa qua. Yeah, nó thà như vậy, đây là tinh thần. Em muốn thầy cho em một cái nhận xét nhỏ nhỏ về cái cách thi đấu của hai bạn. Thầy có phát hiện ra được hai bạn này có những ưu và khuyết điểm gì không ạ? Hai bạn cũng đã đều rất là tập trung để mà đọc các cái thông tin và xử lý rất là nhanh. Và đặc biệt là cũng có những sự quyết đoán nhất định. Đấy, thì tôi lúc nãy bạn Việt Hoàng cũng có nói cái câu chuyện là thực sự là bạn lúc đấy cũng hơi còn phân vân. Nhưng mà vì trong cái tình huống chiến đấu nên là mình bấm chuông. Đấy, rồi cuối cùng thì rất là may mắn. Mặc dù lúc đấy mọi người cũng thấy là bạn ấy cũng ôm đầu đấy, có vẻ như là không có tin lắm, nhưng mà cuối cùng thì lại đúng. Dạ vâng. Nhưng mà rõ ràng đó là bản lĩnh. Chúng ta thấy là người đàn ông đôi khi chúng ta không có thời gian để lựa chọn nữa quý vị. Chúng ta chỉ có quyết đoán. Một ăn, hai thua, vậy thôi. Vâng, tôi cho đó là những cái quyết định rất là đàn ông. Rất là cảm ơn thầy ngày hôm nay đã chứng kiến cái điều này. Bây giờ chúng ta có nên giải mã một hai cái dãy số để cho khán giả đỡ rối. Mỗi bạn giải một đề. Ok, mỗi bạn giải một đề. Chúng ta cùng xem cái đề đầu tiên nào. Chứ tôi câu tôi không biết, tôi giận lắm. Mời show đáp án. 1-3-1. Rồi, qua giải thích giùm anh được không cưng? Cái này thì nó sẽ đơn giản là nhân 3 rồi trừ đi 1 rồi lại nhân 3 rồi trừ đi 1 thôi. 15 nhân 3 trừ đi 1. À. Wow. Nhìn thì phức tạp mà nói ra dễ nha. Cái này tôi nghĩ ra đó. Ừ. Vâng, tại tôi không muốn nói ra thôi. Mình đến với đề số 2 nè. Đáp án là 82. Này là sao vậy Huy? Trong dãy này thì số ở dưới sẽ bằng số ở trên nhân với 3 rồi trừ đi 2 ạ. Ví dụ như là 10 thì bằng 4 nhân 3 bằng 12 trừ đi 2 là 10. 28 thì bằng 10 nhân 3 bằng 30 trừ đi 2 bằng 28 rồi cứ thế ạ. Wow. Xuất sắc nha. Hay quá thầy ơi. Cho em hỏi là những cái đề này là ai ra vậy thầy? Đề này thì có một nhóm các thầy và một số bạn sinh viên cũng như là một số anh em trong cái đội kỹ thuật. Dạ vâng, xin cảm ơn sự trợ giúp của thầy ngày hôm nay rất nhiều khi đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Em xin cảm ơn ạ. Xin mời nhà báo Lại Văn Sâm cho tôi biết ý kiến của anh sau cái phần thi vừa rồi. Các bạn này là các bạn mà khiến cho rất nhiều khán giả xem truyền hình cũng như là chúng tôi trực tiếp ở đây ngưỡng mộ và cảm thấy thán phục bởi cái trí tuệ của các bạn. Nhưng mà chú vẫn muốn hai đứa vẫn cùng song hành với nhau. Một bạn sẽ thi đấu và một bạn sẽ là đằng sau để mà động viên người bạn của mình, được không? Dạ vâng. Rồi. Xin cảm ơn những lời động viên của nhà báo Lại Văn Sâm. Và tôi tin chắc là với cái kiến thức như thế này và với cái cách cư xử cũng như là cái sự tử tế của hai bạn, họ sẽ không chỉ dừng lại ở đây, họ sẽ chinh phục những tầm cao mới. Không phải chỉ đơn giản là những cuộc thi, mà sẽ là những cái bước quan trọng trong cuộc đời của mình để chinh phục được thành công. Và các bạn sẽ chễm chệ đứng trên đỉnh thành công đó để nhìn qua kế bên và vẫn thấy người còn lại. Cảm ơn em Việt Hoàng đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Chúc em thành công trong cuộc sống. Mình tin rằng là với những gì mà mình đã thể hiện ở vòng 1 và vòng 2 thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là cái chặng đường của mình ở Siêu Trí Tuệ năm nay là một chặng đường đáng nhớ, và dừng lại ở đây đối với mình cũng đã là có thể ngẩng cao đầu được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua rất nhiều trận tỷ thí nghẹt thở. Và ngay bây giờ, mời quý vị gặp lại tất cả những gương mặt ưu tú nhất của biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Xin mời. Thưa quý vị, và họ là biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tôi hiểu rằng khả năng của các bạn này, ngoài cái chuyện trời cho cái năng khiếu thì cái sự luyện tập nó rất là lớn lao. Khi mà mình tới đây mình cảm thấy mình nhỏ nho vô cùng, rất là ngưỡng mộ.
Cảm ơn anh. Cảm thấy tự hào vì tôi cũng là người Việt Nam. Bây giờ thì cái niềm tin trong tôi nó mạnh hơn bao giờ hết, là chúng ta không thua kém bất kỳ một quốc gia nào. Và đấy là một điều khiến tôi vô cùng sung sướng. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm điều đó. Cho phép Tóc Tiên được gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vì 10 bạn đã đến với chúng tôi, đã đến với chương trình này để cho khán giả cả nước được biết đến các bạn. Xin cảm ơn. Tôi cảm thấy may mắn vì mình cũng được đóng góp một cái phần nhỏ ở trong một chương trình và cũng có cơ hội để biết được những cái tài năng của các bạn. Cảm ơn các bạn. Yeah. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chọn ra một biệt đội 4 người như đã nói từ đầu chương trình. Đây có lẽ là cái giờ phút mà khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất. Đây là những siêu trí tuệ của Việt Nam, mùa đầu tiên này. Nhưng bây giờ để tới một cái trận giao lưu quốc tế là chỉ có 4 người thôi. Tôi chỉ muốn nói một điều, cho dù là 4 bạn nào đi chăng nữa thì tôi ngưỡng mộ tất cả các bạn là siêu trí tuệ của Việt Nam năm nay. Còn bây giờ cái việc mà chọn đội tuyển đấy là trách nhiệm của anh Nam. Và rất cảm ơn anh Nam vì đã đến với chương trình. Rất cảm ơn anh Nam đã làm tất cả những công việc mà nó khiến chúng tôi về chuyên môn cũng như là về cảm xúc cũng như về tất cả mọi thứ không thể làm được. Cảm ơn anh, cho phép tôi ngồi xuống. Hai anh em mình ngồi luôn. Cảm ơn anh Sâm cũng như là cảm ơn các vị giám khảo đã cho tôi có cái cơ hội để nói lên những cái tiếng nói có thể là đại diện cho những cái người làm khoa học. Và bây giờ nhiệm vụ của tôi nặng nề vì chọn ra được một biệt đội để có thể thi đấu quốc tế. Vì vậy cho nên xin phép là tôi cũng sẽ phải muốn chia sẻ là một số những cái tiêu chí mà tôi sẽ phải đặt ra để lựa chọn. Thứ nhất là năng lực nào của các bạn mà sẽ không bị rào cản về mặt ngôn ngữ hoặc là văn hóa trong cái quá trình thi quốc tế. Cái thứ hai nữa là cái tính độc đáo về mặt tốc độ xử lý hay là về mặt độ nhạy của cảm giác để phân biệt ý, thì liệu rằng cả thế giới và Việt Nam đều hứng thú để mà tham gia và tranh tài ngang sức hay không. Cái thứ ba nữa là cái tính đa nhiệm, có những chiến binh ứng biến được với tất cả những tình huống mà có thể giám khảo quốc tế sẽ nâng cái độ khó của tiết mục đó lên. Tôi xin phép là được tóm tắt lại một chút về cái chặng đường của các siêu chiến binh của chúng ta trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 1 này. Đức Phước, Rubik thần tốc, Gia Hưng thần đồng tính nhẩm, Huy Hoàng logic tung hoành, Mai Tường Vân mã QR biến hình, Quang Bình định vị thủ đô, Tuấn Minh ma trận lịch sử bóng đá, Tuấn Phi siêu chân thực ảnh, Xuân Huy siêu tài cảm âm, Sơn Tùng siêu nhân tranh rối, Tấn Kiên giải cứu từ điển. Và tôi cảm thấy rất tự hào vì tất cả những quan niệm mà chúng ta có thể hình dung về các dạng năng lực trí tuệ đều xuất hiện ở trong Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 1. Ngay từ lúc đầu chúng ta tuyên bố là chỉ có 4 ứng viên tham gia thi đấu với quốc tế. Nhưng vì có rất nhiều các mặt đa dạng khác nhau của năng lực trí tuệ con người, cho nên là tôi xin phép được hỏi ý kiến là chúng ta sẽ chọn nhiều hơn 4 người. Điều này thì xin ý kiến của tất cả các bạn. Tôi đồng ý luôn. Em đồng ý. Không phải giải thích nhiều. Mọi người có đồng ý là chọn nhiều hơn 4 không ạ? Dạ, tôi nghĩ các bạn vui lắm. Dạ. Nếu mà như vậy thì tôi cũng sẽ xin gửi lại cái danh sách đến MC Trấn Thành để công bố. Quý vị và các bạn thân mến, và hiện nay trên tay tôi là danh sách các thí sinh sẽ bước vào vòng cuối cùng của biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Và tôi thấy trong danh sách của anh Nam gửi cho Trấn Thành là có 5 thành viên ưu tú được lựa chọn, chứ không phải là 4. Chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi xin
Tường Vân xin chúc mừng. Chúng ta đến với phần công bố tiếp theo. Xin mời bạn Huy Hoàng bước lên một bước. Huy Hoàng đang đại diện cho bộ môn toán học và cũng có một người cũng liên quan đến toán học. Đó là Gia Hưng. Mời em bước lên một bước. Đây là hai bộ môn về tự nhiên, hai người làm toán. Liệu 1 hay 2 được bước vào vòng trong, thưa quý vị? Sẽ chỉ có 1. Chúc mừng Huy Hoàng. Và cũng sẽ có 1. Gia Hưng, chúc mừng em. Cả hai em đều vào vòng trong. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta đến với những bộ môn về giải trí. Đầu tiên đại diện cho âm nhạc, xin mời anh Xuân Huy bước lên một bước. Đại diện cho hội họa, mời Sơn Tùng MTV. Đại diện cho Rubik, mời bạn Đức Phước. Đại diện cho bóng đá, mời bạn Tuấn Minh. Và người được vào vòng trong là người tham gia bộ môn Rubik. Chúc mừng Đức Phước. Chọn Đức Phước vì cái tiết mục Rubik cũng là một cái hạng mục phổ biến ở trên thế giới và tốc độ của Đức Phước đã chinh phục được khán giả. Thưa quý vị, hai bộ môn còn lại. Đầu tiên là địa lý. Chú Thành mời con, Quang Bình. Bộ môn thứ hai, tôi cũng không biết xếp cái bộ môn này vào bộ môn gì. Nói chung đó là quan sát, tưởng tượng và ghi nhớ. Đó là bạn Tuấn Phi. Hai bạn sẽ chỉ có 1 bạn vào vòng trong mà thôi. Bình nó cầm không nổi cái cướp. Nó không cầm không nổi. Rồi rồi rồi, cầm hai tay đi con. Cầm hai tay đi. Và người vào vòng trong là Tuấn Phi. Xin chúc mừng. Trong cái nhóm siêu trí tuệ của Việt Nam phải có đa dạng các cái năng lực. Có những cái người thể hiện được những cái năng lực độc đáo. Và đấy chính là lý do mà tôi chọn Tuấn Phi. Cho phép tôi được đứng lên một chút. Lúc nãy tôi cũng đã xin phép tất cả các quý vị là chúng ta sẽ có một biệt đội nhiều hơn 4 người. Nhưng mà không phải là chỉ dừng lại ở con số 5 này. Tôi muốn nhờ MC Trấn Thành sẽ mời thêm một chiến binh. Mà cũng xin phép là với những cái cách nhìn của tôi, bạn ấy đã đạt được cái điểm tối đa trong cái vòng thử thách lần trước, 140 điểm. Thí sinh Việt Hoàng quay trở lại cùng với chúng ta ngày hôm nay. Chưa bao giờ mà Tiên cảm thấy là anh Nam mà dễ thương và đáng yêu như hôm nay. Và xin mời sự trở lại của Việt Hoàng. Tôi hoàn toàn nhất trí. Bởi vì cái người thua mà tiếc nuối nhất của cái vòng 2 này đối với tôi đó là Việt Hoàng. Tiên biết là sẽ có rất là nhiều tranh cãi sẽ xảy ra sau cái quyết định này. Nhưng Tiên mong mọi người khán giả ở nhà hiểu rằng là chúng tôi không chỉ chọn người thắng cuộc mà chúng tôi còn phải chọn cái người đủ cái độ lì, đủ cái độ độc đáo, đủ cái độ đa dạng để mà thi đấu quốc tế. Cho phép tôi cũng xin giải thích một chút. Việt Hoàng, tôi muốn mời anh ấy quay trở lại. Tại vì đây là một cái người mà đại diện cho cái tính đa nhiệm. Có nghĩa là ở lĩnh vực nào anh ấy cũng chinh phục được khán giả và lấy được cảm xúc. Và xin phép cho tôi dành một chút
cái phần phán đoán về mặt năng lực của anh ấy dựa trên khoa học. Và có lẽ là cái kết quả của cái vòng thi đấu quốc tế sẽ chứng minh xem những cái phán đoán của tôi là đúng hay sai. Xin quý vị hãy chờ xem. Thì tôi cho rằng đấy là quyết định sáng suốt và đúng đắn của giám khảo Trần Thành Nam. Và những cái quyết định anh đưa ra nó vừa hợp tình, vừa hợp lý và vừa dựa trên cơ sở chuyên môn, cơ sở khoa học. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa xin được chúc mừng biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam vừa được thành lập: Việt Hoàng, Mai Tường Vân, Gia Hưng, Huy Hoàng, Đức Phước và Tuấn Phi. Xin được cảm ơn năm siêu trí tuệ còn lại. Tôi tin chắc là các bạn đã được ghi tên vào gia đình của siêu trí tuệ Việt Nam và chúng ta là những người tuyệt vời nhất. Cảm ơn sự có mặt giá trị của tất cả mọi người ở đây. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho họ, thưa quý vị.